chúng ta nhận đàn trai hội đàn chúng đồng thanh kiểu thiết. Văn vũ quần thần, anh linh trạng giang, đầu đồng
giúp cho thầy ta hồi đôi chân khi mở mang Đông Hải đức đền tham người dòng dõi kim chi chứ chi bao phen ai thầy ta hồi ngọc điệp danh danh có kim chi ngọc điệp danh danh thái sư nhất phẩm mi triều đình thì không ai qua vương đi mộng thấy sao xa đôi chiếc mi nhâm tí thìn dòng ấp minh mi một bên cô còn đang mi mệt giấc tin thấy đôi dòng ấp mi ở bên kia cạnh mình cứu dân hồ quốc thanh gương thần rẽ nước rạch non
võ cô xe ngựa bước dồn, văn phi lục chi võ toàn ba người. Chiếc voi cô bé lững lờ để gặp tiền. Cậu quân khôn ngoan danh tiếng đồn, cậu hoàng quân khôn ngoan vua sai cậu Linh Ấn làm quan Đông Thành. Sao xa thỉnh mời thiên chúa, sao xa thỉnh mời chúa đệ nhất đi ngự tòa Tây Thiên. Ai lên tới sơn lâm mạt bắt đi hỏi thăm ghép đi vào ý. Hỏi thăm phố ghép đi vào, đi qua chợ bố vào mò ta, bốn mùa hoa quả sưng nên người đi tấp lập mì hai bên xa vào. Chú ngồi cao giò giò nét mặt là cây gầy xót, phía sau là trầu với lại quả to ý à. Oh,
ấm no mọi nhà. Ai tâm đành Chúa sẽ cho, Chúa cho được ấm no, Chúa cho được cho buồn cho bán khắp nơi trần gian nghe. Trần gian ai biết việc hộ Chúa đối linh nghe. Trần gian ai biết nghe nguyện hộ tôi linh. Hội họp đi đã tháng ngày, ban cho tin tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều, và cho dài nhất sang nhiều. Ban cho dài nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thánh đồng còn khuya sớm phong thai, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm mẹ, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Đôi bên
lòng ngộ trầu vào có cây cổ thụ xinh sao dường ra chúng cách ba ban đi đến giờ thì chú hiện lên người bị bìa nữ cung lương đội nón dâu áo trắng dày ướp đi đang niềm phấn tử bi chúa sai thập thập nhị thiên nàng khát khăn điêu áo thắm dịu dàng bước ra nàng đã dâng công dâng chơi cạnh hồ tiên đi đêm 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 đốt thuốc đi soi đường sáng nghe tiếng thú thú rừng gọi nhau thuốc cây sáng đỏ trên non chơi một bầu son sắt tốt tươi dưỡng già xanh lắm quả yêu hoa biển trần gian nên xoay trong nam biển xoay về đồng sương giang xoay trong nam biển xoay về bản đồng đấy thank you.
đông tây miền nam bắc trung hương nội thành đền thờ chú an thanh cảnh văn thu hữu tình cảnh vật sinh sao chứ đôi bên lòng hổ trầu vào ý. Gian bác nhào sai qua sai cô thì nữ tu ba đi hồn về đêm nói mê nhưng ma đi cùng quỷ bánh chúa thành nhà thành ra hồi phùng mạng đế định chư tôn ông lớn phùng mạng đế định ra uy sát quỷ trừ tình trong cả liệt đi hàng
châu phê. Dịu dàng
tung tình đi từ tư đơn trên nền đỉnh thượng thì á tung gieo như điểm châu. Một trận nhà nghe tấu về thủy phủ dương gian các tòa thiên đình chốn đó Diêm La, là chốn Diêm La thiên đình, là chốn Diêm La tấu về thủy phủ vua cha độc đình vốn dòng là tương thủy cung. Hai quang sâm nhan tân kỳ diệu quang minh chứng lan duyên ngã tích đăng cũng giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thank you.
hải trung bình người con vua thủy quốc độc đình tôn danh hiệu đệ tam hoàng tam phủ truyền
phương trên trời dưới đất thì an quản thông chi đạo bụt chuyên gia dịp cầu ô đem bắc sông ngân hà liệt hành tinh đầu huy a bày xa ngang trời anh ra hồi cùng sinh quán quê nhà đền xanh ra sinh quán quê nhà kỳ tùng thanh tích lập một tòa núi hiên trước là khám xét bản đền sau ông thu chóc hết tà tính phen này làm cho trần thế biết tay trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay ngự lên đồng từ cứu dậy trần gian đồ cho đệ tử bình an Thank you.
quang thay nòi rồng tiên rồng muôn dân đi còn ghi nhớ tôn quan tuần tài cao đình nào tiếng con điều thất anh linh hát thường thánh giá
hãy hồi cùng đèn dòng hôm mai vui vẻ đèn dòng mẹ ngày chơi phủ đi công đồng mẹ vào ra thành ra hồi cùng tiếng anh trên non mẹ con dâng văn văn châu đầy nhị trên ngàn mẹ đấng vương nghe tuần quan nghe giáng đền là hôm nay trên làng gió cuốn rung cây dưới nghe cá lặng là chim mi bay về ngàn cánh khuya trăng lần sao tàn đi ban nguyệt đi khoan đi khoan trèo vào gập ghềnh đồi thấp thấp núi cao ý à ý ý à về đến làm lễ dân nhang xây lên tam bảo mười phương độ trì tay dân nhang niềm khấn từ bi bi a trầu dài vô chiêu lục cung nàng ẩn bên nàng ấy vốn dòng xuân trang tinh tinh ngày măng chục chục măng măng ra măng mai măng mưa cơm lam trà vàng cùng người có phen sung ai đi tìm đi à ngàn dầu khi dài lắm dầm dương không quản xa đường không ngại nước mây ngày hôm nay loan ra đi về đây sơn lâm hồ dễ một cây đi đến đường ý à một bầu son sắt tốt tươi dường ra ngàn xanh lắm quả yêu hoa ý à trên cộng đồng về đây chăm khúc nhà vui chúng con dâng đời ta ôi trầu xinh như hoa trầu đẹp như tiên giáng sinh yêu kiều giáng sinh yêu kiều làm vui cười làm đất đây trần gian ngày hôm nay loan ra về đây ấm nó cho voi nhà trên đồi hoa loan ra về đây chăm khúc nhà vui chúng con dâng lời ca vui buồn dân âu ca buồn nhà âu ca bắc trung nam xung vầy đường non một nhà mừng vui đón chào chúc về chầu trường sinh xuân hạ thu đông mang buồn chữ bình an mong ân chầu đời đời
lụa dày bồng lộc cho lắm về đấy cho nhiều bàn cho giải nhất sang nhiều ý à, à, à. Bàn cho giải nhất sang nhiều bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thanh đồng còn đi họ Nguyễn Tuấn đang soi phung thời 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 đi đến đâu có đón hoa chào trở về bách điều sớm chiều ca rừng vàng đem cho chăm họ được giàu sang đời đời giàu đem cho chăm họ thì đời đời giàu sang đôi tay đen giàu hái hoa phù du cũng nghe đôi tay đen giàu hái hoa hồng tiền là hoa vẫn hoa lặng cái bông hoa xoáy hoa bàn bông hoa nào cũng xinh tiền là hoa vẫn hoa lặng cái bông hoa xoáy hoa bàn bông hoa nào cũng lực đeo xa tích bên mình
sao quay. Đôi mắt phượng hoa cài chấm dắt mà vàng tràn xinh, vẻ mặt thêm xinh, chú môi giọt như đóa bông hoa cười. Ai vốn dòng mà dân xa nghe chúa thắp hay măng trúc măng vàng ý. Chim công ai múa
quạt bên lầu ngồi, tiếng chim khám khắc nghe về chầu ta. Trên sườn núi nhà sàn này mới lớp mi, cầu thang bay nhẹ bước rung rinh, tắc kè sóc giá cầm mở cánh. Mỏng thơm bay bí ngô, sung chát gừng cay tiêu thờ thanh giá hồi cùng không soi tứ phủ tùy tông, chưa dùng công chúa ngự đồng yêu dân thanh giá hồi xung hoa quê nhà suối lân nè, xung hoa quê nhà trốn tóc quý cảnh vào dài sớm chiều sắc phong hoa châu lục cũng nương vốn dòng trần thị sưng trên thường ngàn thanh thiếu giang là nơi cắt châu bảy kim giao cũng tình mời bắc lệ mà vào hỏi thăm bắc lệ đi vào đền thờ châu bé trên non cao mấy tầng nga thu quỷ tâu chìm mày dư dứt ở bên lầu bye.
cho mọi nhà. Anh tâm thành châu sẽ cho khắp nơi trần gian, trần gian ai biết châu bé ngàn tuổi linh nhé, trần gian ai biết châu bé ngàn tuổi linh, châu bé ngàn tuổi linh, vang vang đường tiếng ca, vang vang đường tiếng ca, đón châu về vùng núi, đón châu về hôm nay châu sang xuống nơi đi trần gian đi, mở đường nhân nghĩa cho ấm no cho mọi nhà. Non xanh ngàn xanh xanh bước nhanh nhanh đang đi hái hoa trên cành, ngàn vũ ngủ đường ngoa cái trái vun sới cho mong dân bằng ấm no đến cho mọi người ngày hội vui bồng chiến an đi lo ơi cất muôn sao xa phách trước những muôn cô ga đừng thức sương sương rơi đầy ngàn từng trần cả gian tâm tôi hai thúc cho mong dân mang ấm no đến cho mọi người ngày hội vui cùng chiến an nga a ơi a cùng chiến an nga dòng bay năm sát dưới đồng đình
gành bác ta hồi cùng người làng lưng bên lên mặt nước lạ lùng rõ ràng hoàng cơ thoái chân ra hồi cùng bảo hà nhắn ai lên trái huyết bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là thần tiên gió lam thoảng hương bay nào ngạt này bóng khác non cao trăng in mặt nước vơi đầy đến bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền sư sáng cống lưu công sư sáng sư
Tình cờ
tin là gặp tiên. Sáng hưu lưu phà tiên là gặp tiên tình ca. Tiên là gặp tiên tình ca. Thì các cô tin nàng, cô ơi nào việc ngây, mau mau sửa sáng ra đứng hầu. Nàng cả pha nước trà tàu, sân lâm bây giờ hoàng đông nghi. Ông bảy gật gật đầu, vô vô xếp ban khen. Vào sân ông một bộ khay đèn xe ngà tô dưới móc tim làm ngà cô mi nàng bơ sân ông một hộp mi thuốc ngang. Đòi cô nàng bơ dâng ông một hộp mê thuốc ngang. Bây giờ mới là đầu đi, ông bay bao hà trên đất sơn lâm. Nhớ cô nàng tư đốt đi đỉnh nhang châm, ngọn đèn cô kêu cho tỏ. Tay ông cầm mê móc tiêm. Nàng năm mi dâng ông một hộp bánh nguyên đi, kẹo xìu cùng với thuốc công. Thử hỏi bà tiếng ai sánh cùng. Tính lên nhu mì cô nàng xó, tính lên nhu mì. Ngày hôm nay dâng hoàng quân ngựa sáng, ông về đền xương lòng ông châm đồng. Nàng bầy này khúc cung đàn thông, đòi cô nàng bầy này khúc cung mê đàn thông. Miệng nghề cá tay cô mua, cô bảy hầu trong chính cung đền báo. Cô nàng tắm vào sông ông chiếc nước bằng bằng. Hai tay cô tắm chài chuốt, ông bảy gật gật đầu cô khéo tay. Cô nàng chín sông sơn điều điều chứ không ai tây. Cô nàng chín sông sơn yêu điều chứ không ai tây. Đôi tay cô chín cô dâng một, đôi giày cánh phượng dâng ông. Tin cô nàng người lưng nghe tắt đai hồng. Nửa đêm canh ba giờ tí cô xách lồng lồng đèn cô bước nghe ra. Cô mười một xúc nghe ấm pha trà tàu. Tiếng cô mười một xúc nghe ấm pha trà tàu. Ấm mi chuyên bình bình ngọc, cô đôi tay ngà cô dâng lên. Cô bé mười hai là cô bé tân an. Ngày ngày cô sang đi hầu cận trong trong cung ông bày hoa. Ông nghi ngồi ra ngự ngự về đồng. Ông lại dựa hội tổ tu. Màn hoa trắng ni gió đông nghi nồm. Hiến ni dòng bóng quê chiều hôm mong đánh bài. Giáng ông nghi ngồi, giáng ông
hồi quan nê thai cách điều ra hồi cùng nghệ a ni quan hoàng ở mười chân cảnh nghệ a ni vô huyện biên bản làm quan trong phủ dày về hôm nay tình mong hoàng về sớm hôm nhang khói nhang đăng phụng thờ chân kinh có chúa nam mô tài bá dâng lên tim lân tài bá dâng lên về tấu đôi chép biên dành dành phê cho đệ tử trường sinh quan hoàng mười xưa, tề
chúc chén rượu đào. Tam bôi dâng lên trên bệ ngọc khác o mi dâng mời. Là mời giữa quan hoàng mười sơi, các o dâng mời là mời rước quán hoàng mười vui quá đi thôi, chúng tôi bao
trôi đến quan hoàng. Về ngữ vũ đạo tiên như trăng rằm sáng soi đêm trường. Tiên sứ nghề quan hoàng đức danh trung kỳ, người ta ngược nghề xuôi ai nấy đi về bốn phương, ai cũng vô qua đền ông khuya sớm đèn hương, sông kia đi dâu cả những ơn hoàng ngàn năm tươi sáng. Núi như sâu mòn những đơn hoa vẫn còn tầng dương, thành ra hồi cung lên chơi thanh nhàn cô nhất loan ra lên chơi hàng tàu sắm đủ năm ba màu yêu hoa, thành ra hồi cung thứ hai là cảnh bông đai tố cô đôi thượng đại tài hai. Thấy lưng trời lưng là trôi.
cầu vinh hoa, cô đôi đẹp như sao bắc cầu sông Ngân Hà. Cô giá ngự
trong nghi sòng. Quả cái mi kiều đình hầu cung y bơ tòa. Vậy nên cô mới giang sinh.
cho nên có mới dáng sinh tuổi tám ma chín gia hình nghề còn là thơ người trần gian. Trần gian miệng lưỡi đong đưa trần gian miệng lưỡi đong đưa ai mà không biết tính tiên cô khó chiều cây kiều. Cây kiều cô mặc võng hồ điều bởi không biết ý cô cựu tình trong đền là sòng mì a hỡi a ơi a thành ra hồi cùng tôn hiệu cô mười bỏ ba tôn hiệu cô mười ta hồi cùng non xanh ngắt núi đồi hùng vĩ mà đền đóng cuông sông thao thác đổ trước ngỡ gành sớm trưa mẫu bàn cô qua xong các nghi toàn ý là gái gành con thắt chèm cô bắt nhịp hò con ý à soy
rừng sang nghe tiếng u thú rừng đi hội nhau phân tràm lo thôi qua tàu cho mọi người hay hồn vui cầu chiến ngang ngang.
mấy một lần chúng ta mấy lần qua núi lò đôi kia qua núi lò đôi kia đi. Thank you.
bản đền cầu về cam sắc bản đền hình xem là đệ tử đang đăng thiên nào tu lên bắc cẩm lam tào tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên cầu về tung đôi chép biên dành dành thi cho đệ tử trường sinh. Ra rồi quất ngựa cầu kiếp về lui cung.
kinh nhất tâm hòa nguyện hôm nay, thành kinh nhất tâm đồ cho đệ tử thượng lương tuổi già. Tấp nập rộn ràng bản đền hôm nay, tấp nập rộn ràng hòa nguyện con trăng đèn, khi chữ rước cầu hòa ngữ vui.